Tử Vi tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, năm 2021, Tân Sửu, nữ mạng. Phạm hình thái tuế, mọi mặt đều đi xuống, tiền tài tan biến, cẩn thận, con giáp thứ 13. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, vào dịp cuối năm cũ hay đầu năm mới, chắc hẳn ai cũng tò mò muốn biết vận thế của mình năm 2021 như thế nào, tốt xấu ra sao. Cũng giống như mọi người bước sang năm 2021 Tân Sửu, những người tuổi sinh năm 1970, Canh Tuất, nữ mạng đang mong muốn tìm kiếm cho mình một giải pháp để sang năm mới có nhiều thuận lợi, gia đình hòa thuận, tài lộc vượng tiến, sức khỏe dồi dào. Mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi về tử vi của tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, nữ mạng, năm 2021 Tân Sửu để biết được toàn bộ các hung của mình trong năm. Kèm theo đó là những giải pháp giúp cho người tuổi Canh Tuất, nữ mạng luôn cảm thấy khỏe mạnh, hạnh phúc và viên mãn. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Quý vị thân mến, trước khi đi tìm hiểu rõ hơn vận trình của tuổi Canh Tuất trong năm 2021 thì chúng ta cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh. Năm 2021, Tân Sửu, nữ mạng tuổi Tuất, sinh năm 1970, bước vào tuổi 51, có quan hệ tương hình với Thái Tuế, hình thành kiếp tài và thương quan với Thái Tuế. Có hung tinh xuất hiện cho thấy điềm báo sẽ rất dễ mất tiền bạc chỉ vì tranh cãi kiện tụng với anh em, bạn bè. Ngoài ra, sức khỏe của bản mệnh cũng không tốt, rất dễ xảy ra xung đột thân thể, gây thương tích cho bản mệnh. Nữ mạng tuổi Canh Tuất bước vào năm 2021 rất dễ dính tai ách, khiến cho mọi sự đều bị ảnh hưởng. Đối với những người làm kinh doanh, trong quá trình khởi nghiệp rất dễ gặp phải đối thủ chơi xấu, khiến việc kinh doanh không được suôn sẻ. Về phương diện tình cảm cũng gặp rất nhiều gian nan, trắc trở, xuất hiện khoảng cách giữa đôi bên. Bản mệnh lại vì quá quan tâm đến công việc mà không chăm lo cho gia đình chu đáo, dẫn đến việc rất dễ xuất hiện kẻ thứ ba, phá hoại hạnh phúc gia đình của bạn. Để mọi việc viên mãn, hóa giải các xung sát do Thái Tuế ảnh hưởng, hãy chủ động mang theo bên mình một lệnh phù kim bài Thái Tuế để được quý thần trợ giúp hóa giải những tai ương không đáng có. Những ai biết đến Thái Tuế mà nghênh đón ngài luôn mang theo bên mình kim bài Thái Tuế năm 2021 thì sẽ được may mắn, bình an. Ai mà không biết vạ vào, khinh thường, không để ý hoặc xúc phạm đến thần linh thì sẽ bị bại hoại sự nghiệp, sức khỏe tiêu tan, tài lộc mất hết. Vậy nên quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một thẻ kim bài Thái Tuế để được may mắn, bình an. Quý vị thân mến, để có thể nắm rõ lá số tử vi năm 2021, tuổi Canh Tuất nữ mạng sẽ dựa vào sao hạn và các sao chiếu theo năm. Qua đó có thể kết luận về cuộc sống của bản mệnh theo 4 phương diện chính: tài lộc, tài chính, công danh, công việc, tình duyên, giả đạo và sức khỏe. Từ đó, mọi người sẽ có được một cái nhìn tổng quan nhất về công việc cũng như cuộc sống của mình. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi phần tiếp theo của chương trình. Về mặt sự nghiệp, tuổi Canh Tuất năm 2021 gặp Thái Tuế hãm thương quan. Thương quan chủ sự sẽ gặp hung họa, bị đối thủ hãm hại chơi xấu. Bản mệnh khá thụ động, sẽ nảy sinh mâu thuẫn với lãnh đạo và sếp, có mối quan hệ khó hòa hợp. Một tương lai ảm đạm và đầy dẫy những khủng hoảng năm 2021 với nữ mạng tuổi Canh Tuất. Ở tuổi này, tốt nhất bản mệnh nên an phận thủ thường, bởi nếu không xảy ra biến cố gì đặc biệt thì rất dễ được thăng chức, tăng lương. Tuy vậy, cũng cần đề phòng đối thủ cạnh tranh khiến bạn mất đi cơ hội thăng tiến, đồng thời có thể bị giáng chức, giảm lương. Dù làm bất cứ công việc nào đi chăng nữa thì việc phát triển sự nghiệp của những cô gái tuổi Tuất cũng rất khó khăn, sẽ gặp phải một số vấn đề không lường trước được nên đi đâu cũng phải cẩn thận. Vậy nên, người tuổi Canh Tuất nữ mạng cần phải luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất để có thể hóa giải các vận hạn trong năm.
năng lực của tam hợp khí ở vòng sẽ giúp đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân khí, giúp bạn hòa hợp với đồng nghiệp, bạn bè và người thân. Bên cạnh đó, vòng còn như quý nhân phù trợ và đem lại tài lộc, may mắn trong sự nghiệp cho bản mệnh. Về mặt tài lộc, thái tuế như là một hung tinh cướp tiền của tuổi Tuất. Cái chính là tiền mất, tật mang, sẽ bị mất tiền riêng vì anh em, bạn bè. Tài lộc của nữ tuổi Canh Tuất không mấy khả quan, công việc phát triển không tốt, thu nhập giảm sút nhiều mà chi phí cho cuộc sống lại rất lớn. Đặc biệt với những người mới mua nhà, tất cả tiền tiết kiệm đều phải rút, hàng tháng phải trả nợ, học phí cho con cái. Theo tử vi tuổi Tuất năm 2021, trong năm nay, nữ tuổi Canh Tuất phải đi khám sức khỏe thường xuyên do thể chất không tốt, tốn nhiều tiền bạc. Sự nghiệp không phát triển, cộng thêm do ảnh hưởng của thái tuế khiến con đường tài lộc của con giáp đi xuống rất nhiều. Để có thể tăng may mắn và chiêu tài lộc, tuổi Canh Tuất hãy sử dụng thêm pháp khí là Bát Bảo Tâm Kinh. Khi mang pháp khí này bên mình hàng ngày sẽ giúp tăng phúc, cải mệnh, tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc cho tuổi Canh Tuất. Đồng thời, vòng còn có thể chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp đỡ công việc được hành thông, thuận lợi và thành công rực rỡ trong năm 2021. Về mặt tình duyên, năm 2021 là năm Tân Sửu, với người tuổi Tuất thì không có đào hoa tinh phạm mạng, lại còn có bố cục phạm hình với thái tuế. Tuổi Canh Tuất có khả năng bị động với người khác phái do tính cách cứng đầu và chân thật của mình. Người độc thân khó gặp được người khác giới phù hợp. Vì nữ tuổi Canh Tuất vì bận rộn công việc, muốn cuộc sống gia đình tốt hơn cho nên thiếu thời gian quan tâm, chăm sóc gia đình. Kiểu sống như thế này sẽ khiến tình cảm giữa đôi bên dần mai một. Cẩn thận có tiểu tam chen vào. Trong năm 2021, có thể thấy về mặt tình cảm của bản mệnh đều không có bước tiến lớn, xảy ra nhiều mâu thuẫn, dù bạn là người độc thân hay là người đã có gia đình. Để có thể cải vận tình duyên thì thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân hàng ngày. Khi mang theo bên mình, vòng tay sẽ giúp kích hoạt tình duyên và vận đào hoa của bạn trong năm. Đồng thời, vòng tay còn giúp hóa giải mâu thuẫn, giúp tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít và bền chặt. Còn những người độc thân sớm tìm được nửa kia của mình. Về mặt sức khỏe, do ảnh hưởng của sao thái tuế nên tuổi Canh Tuất nói chung sẽ gây ra xung đột và tổn thương về thể chất, có thể dẫn đến tổn thương mô cơ, thậm chí gây ra sự cố về tim mạch, mạch máu não do tính thủ dai. Nữ mạng dễ gặp tái huyết máu, thương tích, đa phần là do xung đột thể xác hoặc nợ nần tình cảm. Bạn nên có lòng tự trọng và yêu bản thân. Đừng can dự vào cảm xúc của người khác để tránh bị trả thù. Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý đến những thay đổi của cơ thể. Để cảm thấy không khỏe nên đi khám kịp thời để tránh bị nặng thêm. Trong năm, bản mệnh nên chú ý đến chế độ ăn uống, tập thể dục nhiều hơn và cố gắng chăm sóc bản thân. Đừng quá chủ quan bởi những vận hạn sẽ ập đến vào những lúc bạn không ngờ tới. Chính vì vậy, thầy Gia Cát khuyên con giáp hãy sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất. Năng lực tam hợp khí giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân khí, cân bằng ngũ hành, giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, chúng tôi sẽ chia sẻ sao hạn của tuổi Canh Tuất nữ mạng trong năm 2021 để giúp các bạn có cái nhìn tổng quan và tìm được cách giải quyết phù hợp. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Vận hạn năm 2021 của tuổi Canh Tuất. Tuổi Canh Tuất sẽ phải trải qua hạn Địa Võng trong năm 2021. Gặp Địa Võng, nhiều nỗi buồn than, kiêng kỵ đi với ai đó lúc trời tối. Đặc biệt, bạn không nên cho người ngủ nhờ, ngủ trọ, tránh mua đồ quốc cấm, đồ lậu. Lời ăn tiếng nói, dày dà đa đoan. Hạn Địa Võng có thể được ví như câu thơ sau. Địa Võng nhiều nỗi buồn than, lời ăn tiếng nói, sành đoan dày dà. Ý nghĩa của câu thơ này nói về hạn Địa Võng thường gặp rắc rối, thị phi, tranh cãi, bị hiểu lầm, mang tính xấu. Vì những điều trên nên cuộc sống của đương số cảm thấy lo âu, phiền muộn, buồn rầu. Khi gặp hạn Địa Võng, các bạn cần kiêng kỵ điều dữ, làm theo điều lành.
Về kinh tế, bạn cần làm ăn minh bạch, không hám đồ rẻ, những đồ lạ, đồ quốc cấm hay đồ không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đặc biệt, khi mua phải có hóa đơn, chứng từ đàng hoàng sẽ tránh được lao lý, tiền mất, tật mang. Còn về đời sống thì mọi người trong gia đình nên nhường nhịn nhau, mỗi người đều bớt lời. Khi có công chuyện xảy ra nên cùng nhau bàn bạc, giải quyết. Đặc biệt là bỏ qua mâu thuẫn, mọi người đồng lòng. Như vậy mới có thể thu xếp ổn thỏa mọi việc, khó khăn sẽ lần lượt qua đi. Đồng thời, mọi người trong nhà sẽ yêu thương, cảm thông cho nhau, sẽ giúp gia đình càng đầm ấm, hạnh phúc. Không nên đi với ai trời tối, tránh bị hiểu lầm, nghi ngờ về mối quan hệ thiếu minh bạch, nhất là quan hệ nam nữ, tình ngay lý gian. Thậm chí, người đó rất có thể là tội phạm mà có thể sẽ liên lụy tới bản thân. Một điều nữa, đó là không được cho người khác ngủ trọ, hoặc nếu đây là công việc bắt buộc thì phải đề phòng cẩn trọng. Theo thầy Sa Cát, tránh trường hợp gặp phải kẻ gian khiến cho tiền bạc bay mất mà mọi người trong nhà lại nghi kỵ lẫn nhau. Có câu, một mất, mười giờ. Lúc đó sự êm ấm của đại gia đình sẽ bị ảnh hưởng hoặc có thể dẫn tới anh chị em bất hòa với nhau, tình cảm không còn khăng khít. Sao chiếu mệnh năm 2021. Tuổi Canh Tuất trong năm 2021 sắp tới sẽ gặp phải sao Thái Dương. Sao Thái Dương thuộc hệ thống Cửu Diệu và đó là một cát tinh chủ về phú quý. Sao Thái Dương là một cát tinh thuộc hành hỏa, là một phúc tinh thường chiếu mệnh cho bên nam giới. Sao Thái Dương chính là mặt trời thuộc hành hỏa, là đệ nhất cát tinh trong hệ thống Cửu Diệu niên hạn. Khi gặp sao này, nhờ vượng khí cát lợi khiến cây khô cũng phải đâm chồi nảy lộc. Năm nay, người nữ tuổi Canh Tuất có được sao Thái Dương xem như làm ăn tần tới, đi xa có tài lộc, an khang phát đạt vào tháng 6 và tháng 10. Người nữ giới thì trái lại. Người ta chỉ bảo mỗi tháng vào ngày 27 âm lịch dùng 12 đèn cầy, nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang quay mặt về hướng đông mà khấn vái. Nhật cung Thái Dương, thiên tử tinh quân sẽ được nhẹ bớt phần nào. Vận niên năm 2021 của tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, nữ mạng. Cẩu Cuồng Phong là hình tượng chó bị gió động, điều này báo hiệu một năm không may mắn nhiều đối với bản mệnh. Nhưng nếu biết kiên nhẫn và khéo léo chờ đợi thì vẫn chuyển bại thành thắng. Ngoài ra, trong năm này, sức khỏe của bạn không được tốt, cần hết sức lưu ý. Về phương diện công việc, sự nghiệp thì trong năm nay, bản mệnh nên giữ nguyên mọi việc như cũ, hạn chế thay đổi. Trong năm gặp vận niên này, bạn nên giữ vững chữ tín với mọi người, chọn cách làm ăn chắc chắn, không nên tham gia vào những việc có yếu tố may rủi, hạn chế xuất tiền bạc, chờ thời cơ. Trong năm gặp vận niên Cẩu Cuồng Phong, bản mệnh có thể gặp được bạn tốt nhưng sẽ sinh lòng đố kỵ, cẩn thận giữ mình, tránh cãi vã, tranh chấp. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi năm 2021 của tuổi Canh Tuất, nữ mạng. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp và con cái, quý vị hãy đăng ký kênh và luôn cập nhật những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.